Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi à? Tôi nuôi cô. Hồi đó giờ anh chị có thấy cái lô đất nào mà 10 công đất mà mặt tiền nó dài gần 300 mét không anh chị? Mà cái lô đất này á, là nó hai mặt tiền nha anh chị, hai mặt tiền cộng lại dài gần 300 mét. Và cái lô đất này á, là lô đất vườn nha anh chị, ở song song một cái đường nhựa luôn, như trên màn hình anh chị thấy nha. Lô đất này chủ người ta đã lên vườn rồi, và bây giờ thì người ta không có điều kiện để mà trồng nữa anh chị. Nói chung chủ bây giờ ta cũng khó khăn, không có điều kiện để trồng, nên bây giờ người ta sang bán lại nha anh chị. Lô đất này chủ gửi em chưa tới một tỏi hai nha anh chị, là hết đất nha, 10 công nha. Lô đất của mình thì nó nằm song song đường nhựa, nên là đường nhựa lớn nha. Nên anh chị nào mình muốn đi xe lớn á, thì mình làm cái cầu từ đường nhựa mình bắt qua bên lô đất luôn nha. Và trên cái tuyến này thì cũng đã nhiều cái cầu làm bắt ngang đất như vậy nha anh chị. Ở đây thì điện nước mình có đầy đủ hết nha anh chị. Lô đất này thì mình thấy là nó rất là đẹp, tại vì nó được hai mặt tiền. Như anh chị thấy trên màn hình nó hai mặt tiền đường, hai mặt tiền kênh luôn nha anh chị. Thì sau video này, anh chị nào muốn sở hữu cái lô đất này á, thì anh chị bấm vào trang cá nhân của em nha. Trong đó em có để cái phần bio á, cái phần thông tin liên hệ á, anh chị bấm vào đó mình lấy thông tin nha anh chị. Rồi, em xin chào và tạm biệt anh chị nha.